Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 3, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe container và ô tô khách làm 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương. Theo đó, khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5 tháng 3, ô tô khách mang biển kiểm soát 23F000.XX lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang – Tuyên Quang. Đến km 151 thì xảy ra va chạm với xe container mang biển số 15C075.XX kéo theo rơ móc 15R008.XX. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách biến dạng, phần vỏ phía thân trái bị xé toạc, các giường nằm bị biến dạng hư hỏng nặng. Chiếc xe container cũng bị lật ra đường và hư hỏng. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 2 nam, 3 nữ, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có tài xế xe khách. Ngay khi nhận được tin báo, phó giám đốc công an tỉnh Tuyên Quang cùng trưởng phòng cảnh sát giao thông và trưởng công an huyện Yên Sơn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với hai tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm. Nguyên nhân ban đầu xác định, xe container biển số 15C075.26 kéo theo rơ móc đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại.